Bởi vì thời điểm đấy thì nó có một chút nắng thì chè nó mới khô lá, thì hái chè nó mới đẹp. Đây là thường gọi là một tôm hai lá, hay còn thế này là một tôm một lá chuẩn. Cây non thì không dùng được, mà cây già quá cũng không dùng được. Như cây này là vừa có tuổi, khoảng 2 năm tuổi. Sau khi cho vào ống nứa thì mình phải hơ lửa cho nó, bên trong ống nứa có cái bốc hơi để làm lá trà nó mềm thì mình mới đóng được trà, ép nó mới được đều. Khi hơ lửa thì mình phải hơ lửa nó phải đều, xoay không đều thì trà nó không đẹp. Trà đóng uống làm chát nhưng mà nó chát nhẹ, nhẹ, dịu dịu hơn. Uống xong nó có tỏa ra trong hậu thì có vị rất là ngọt luôn. Hiện tại bản thân tôi đóng chè lam là một ngày thì đóng được 10 đến 15 ống. Giá bán thị trường hiện tại là 150.000 một ống. Trung bình thu nhập mỗi ngày là 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng.